Chào các bạn đã trở lại với YouTuber chuyên mặc quần đùi nhá. Hôm nay mình mặc quần dài hơn vì chuyến đi này mình có hai vị khách đặc biệt. Đó là bạn Phạm Dũng Vlog và anh Đông. Là chủ nhà hàng hải sản Palut ở trong Sài Gòn. Có hệ thống về hải sản nói chung là rất là ngon, thì mình đã được đi ăn trải nghiệm cùng với bạn Phạm Dũng hai lần rồi. Được Phạm Dũng cùng với anh Đông mời qua bên đấy. Thì chuyến này mình có mời Phạm Dũng cùng với anh Đông đi chơi theo mình một chuyến để trải nghiệm gọi là đời sống của các bác tài. Thì hôm nay mình đang trên đường đi ra Phan Thiết để bốc hàng. Hôm nay đúng này, trời mưa tiếp. Hôm nay thì Phạm Dũng làm cameraman giúp cho mình, cho nên là những cái góc quay nó sẽ không có giống như thường ngày. Hôm nay mình đang quay dùng anh Tú các bạn ạ. Thì thấy trời mưa rất là lớn, nên là anh Tú bảo là mọi người cũng rất là thích xem cái cảnh mà lái xe trời mưa, nên là anh Tú thực hiện clip này. Và hiện tại mình cũng đang đi trên cái cung đường gọi là rất là nguy hiểm, mà vừa rồi anh em cũng bảo mình làm cái clip cung đường này rất là nhiều. Thì hiện tại đây là cung đường của Hàm Tân, là đi ra ngoài Hàm Thuận Nam, là cái cung đường rất là nhỏ. Ngoài Đồng Nai nữa, thì mình đi từ Đồng Nai ra thì cung đường rất là nhỏ. Anh em nhìn thấy trời mưa đây, đường nhỏ rất là nhỏ luôn. Thì vừa rồi có cái vụ tai nạn là nghiêm trọng ở đây, thì anh em bảo mình làm clip về cái tuyến đường mà khó khăn này. Thì hôm nay có Phạm Dũng đi qua trải nghiệm đây, thì mình cũng làm một phần trải nghiệm cái cung đường này cho anh em xem, rồi cũng giới thiệu về Phạm Dũng. Là có kênh là Phạm Dũng Vlog ở Sài Gòn, thì anh em xem review về ẩm thực thì có thể là ghé thăm kênh của Phạm Dũng. Còn anh Đông thì là lĩnh vực về nhà hàng. Hứa hẹn là gọi là chuyến đi này thì cũng có rất là nhiều thú vị, nhưng mà mình thì cũng bận chạy xe nhiều, hàng hóa nữa, đâm ra là mình cũng không có thể là gọi là làm được nhiều những cái video liên quan đến Dũng với anh Đông. Mình cũng chỉ làm gọi là một hai cái ngắn gọn hôm nay thì vừa giới thiệu thôi. Trước tiên là có thể là cho anh hỏi Dũng là bây giờ cái cảm giác đầu tiên mà đi lên xe container thì nó thế nào? Bây giờ là đi từ Sài Gòn ra đây. Thông qua đây thì mình xin được chào tất cả các quý vị khán giả của kênh anh Tú xe đầu kéo Vlog. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình được kết hợp đi một chuyến xe cùng với anh Tú. Thực sự là cái chuyến đi này ấp ủ rất là lâu rồi, đã vài năm rồi các bạn ạ. Nhưng mà cũng rất là tình cờ mình xem là kênh của anh Tú, rất là thích về cái cách anh Tú làm clip này, đặc biệt là cái sự chân chất hiền lành của anh Tú, mình rất là thích nên là đã liên hệ. Và hôm nay được trực tiếp đi cùng với anh Tú một chuyến xe phải nói là rất là thú vị các bạn ạ. Lần đầu tiên mình lên một chiếc xe đầu kéo thì phải nói là nó hoành tráng, to và rộng rãi. Cảm giác y như là mình ngồi trên những cái ghế massage các bạn ạ, vừa êm này, vừa thoải mái nữa. Và các bạn thấy là đằng sau này, anh Đông đang ngủ rất là thoải mái, hai giường nữa các bạn ạ. Anh Tú hay gọi đây là ngôi nhà di động, ngôi nhà thứ hai của bác Tài hả? Đúng rồi. Và hy vọng là nếu như mà có dịp thì các bạn cũng được trải nghiệm một chuyến đi như thế này như mình đang trải nghiệm cùng với anh Tú. Nói chung là với hai nữa ấy, thì khi mà lên đến cuộc sống gọi là trên cabin của các bác Tài thì Dũng có thấy là như kiểu những hình dung trước đây là các bác Tài là hung thần xa lộ rồi. Nhìn vào cuộc sống các bác Tài cũng như kiểu là nhiều cái vụ ồn ào, như kiểu là nghiện ngập hay là ma túy các thứ ấy, thì bây giờ Dũng là đi tiếp xúc ấy. Thực sự là chợ đầu mối đến giờ là cùng anh ấy, là Dũng có thể nhìn thấy là cái cuộc sống các bác Tài là rất là rõ rồi. Đây là lần đầu tiên mình lên lần thứ hai mình lên xe của anh Tú. Hôm mà anh Tú chạy xe lên chợ đầu mối bỏ hàng thì mình có lên rồi, và mình cũng tham quan sơ cái xe, cũng có quay rồi. Và đây là cái lần thứ hai mình lên xe và cũng là cái chuyến đi luôn. Thì phải nói là anh Tú là một bác Tài mà làm cho mình có cái thiện cảm rất là nhiều. Thứ nhất là anh Tú rất là hiền lành này. Thứ hai là đôi khi mình cứ suy nghĩ về bác Tài là phải hung dữ, phải mập, phải bụng bự, hay là đầu tóc đôi khi là bù xù hay mắt thâm quầng về thức khuya này kia. Nhưng mà thực sự là anh Tú rất là đẹp trai các bạn ạ. Rất là phong độ. Thứ hai là rất là hiền. Và đặc biệt á, là anh Tú không hút thuốc, không bia rượu luôn các bạn ạ. Rất là hay. Và nói thẳng luôn là không nghiện ngập, không nghiện bất kỳ một cái gì. Ngủ nghỉ ngơi mà trong chợ ấy thì cũng vài lon. Dạ, giải trí vẫn có. Uống xíu xíu ra ha. Không có thì không đúng, nhưng mà có điểm dừng là mình có dạng dừng nghỉ, là ở cửa khẩu mình dừng xe khoảng vài ngày, 3 ngày, mình biết là cái thời gian mình nghỉ ngơi lâu ấy, thì mình cũng có uống một vài lon để gọi là giải trí thì giao lưu cùng anh em thôi. Còn tuyệt đối thì cũng khó, nghề của mình mà. Có uống nhưng mà không nhiều, không biết nói là nghiện hay không có đam mê nhiều.
Thực sự là trước đây các bạn khi mà mình làm phóng viên thì có đi làm những cái chuyên đề về kiểm tra ma túy, nồng độ cồn của các bác tài này. Thực sự là đôi khi gặp những cái tình huống là mình có cái nhìn không hay về về cái nghề tài xế, đôi khi là họ nóng tính này, rồi có thể là có kiểm tra nồng độ cồn này, có luôn này, rồi thậm chí là kiểm như đợt vừa rồi có kiểm tra về về ma túy, chất kích thích ở trong nước tiểu thì cũng có. Đôi khi mình chỉ nhìn được một cái góc rất là nhỏ thôi, nhưng mà một vài tài xế thôi. Bây giờ anh xin ngắt lời là cũng là góc độ là rất là nhỏ thôi. Dạ. Chứ không phải nhiều. Anh đúng. Có thấy là nhiều báo giật tít là đến 30% là đến tài xế nghiện, thì nói chung là Dũng là đã là cái môi trường mà đi tác nghiệp ở bên phóng viên thì chắc chắn là Dũng biết là cái đấy là nó hơi bị quá, đúng không? Đúng rồi. Nó có nhưng mà nó ít. Mình cũng không biết là con số 30% nó ở đâu ra, nhưng mà mình cũng không biết bài báo đó. Thứ hai là mình cũng không biết là họ làm sao có thể kiểm tra lại hết các bác tài để ra con số 30% đó. Và bản thân anh Tú là các bạn thấy cũng rất là thắc mắc và bức xúc của anh Tú. Nhiều khi mình cũng buồn trong nghề, cho nên là nhiều cái clip mình đã từng nói qua về cái vấn đề về ma túy này rồi. Thì cũng trên mạng xã hội, do nói chung là ảnh hưởng bởi mạng xã hội thì người ta cũng giật tít trên Facebook nhiều quá. Dạ. Cũng nhiều cái báo lá cải các thứ, nhà báo mà người ta gọi là không có chính thống ấy, thì người ta cũng biết hơi bị giật tít, đúng không? Thì cũng qua chuyến này là Dũng là mong rằng qua kênh của Phạm Dũng thì anh em có thể là qua đấy tham quan nhiều hơn về cái cuộc sống của mình, rất là thực tế. Ở kênh Phạm Dũng thì sẽ quay rất là thực tế, những cái gì mà mình trước giờ mình chưa quay được thì hôm nay Phạm Dũng sẽ quay hết về cái cuộc sống của mình trong vòng chuyến đi tới đây, là Phạm Dũng sẽ quay rất là đầy đủ, còn sẽ là còn hay hơn cả mình quay bình thường. Mình quay chỉ có hành trình thôi, một mình nói chuyện mãi nó nhàm chán. Dạ. Cho nên là anh em gọi là hãy đón xem trên kênh Phạm Dũng nữa, để mà gọi là có cái nhìn mà thực tế nhất về bản thân mình, thì anh em qua đấy là mình nghĩ sẽ rất là thú vị. Thực sự là cũng anh Tú nói vậy thì mình cũng rất là cảm ơn, nhưng mà thấy áp lực anh Tú ạ. Không, anh cũng nghĩ là nó sẽ rất là thú vị, vì anh cũng rất là mong chờ anh gọi là có một cái người nào đấy trải nghiệm thực tế cuộc sống của các bác tài, để anh có thể là dẫn dắt đi, đưa đi ra ngoài cửa khẩu để xem cuộc sống của các bác tài, thế giới của các bác tài ra sao, có giống như mọi người là đã bình luận hay không. Đấy, thì anh nhờ được đến kênh Phạm Dũng mà đi như thế này là anh em tài xế anh cũng rất là vui, anh em bác tài cũng rất là vui khi mà có cái cách nhìn mà khách quan nhất, chứ không phải là do chính bản thân các bác tài mà nói ra nữa. Đúng rồi. Thì chuyến đi này thì mình cũng hy vọng là mình sẽ quay một cách khách quan nhất này, và nhiều cái khía cạnh về cuộc sống của các bác tài để các bạn hiểu hơn. Trong đầu chuyến đi mình cũng đã chia sẻ rồi, cái mong muốn lớn nhất của mình là mong mọi người hiểu hơn về cuộc sống của các bác tài. Còn anh biệt. Đông thì sao? Anh Đông nhỉ? Có cảm giác ra sao khi lên xe container? Anh Đông ơi, đây. Cảm anh Đông là hôm nay có say xe hả anh Đông? Không. Đây. Nói làm gì khuya. Đấy. Anh Đông là lần đầu tiên đi trên chuyến xe như thế này luôn các bạn ạ, nên là cũng đang hơi mệt mệt. Không, vất vả công việc kinh doanh, vất vả. Chắc là ngủ ít, đang chờ đợi chuyến đi nhiều quá mà. Thôi tới mà làm gì cái làm phê. Anh Đông thì chủ nhà hàng của cái hệ thống hải sản nên là làm việc rất là khuya, và sáng nay phải đi sớm các bạn, nên là giờ cũng có thể là mệt đấy. Còn riêng mình thì lúc nào cũng tràn trề năng lượng đi với anh Tú rồi. Mình thì nghề của mình chạy xe cả nghìn cây số được mà. Anh Tú là chia sẻ là có khi là một mình anh chạy cả ngàn cây đó. Thì đợt là những cái đợt khó khăn như đợt dịch ấy, không có tài chạy, anh đã từng chạy cái một mình ấy, hoặc là những năm trước ấy. Nhưng mà mình đều có cái thời gian để mình nghỉ ngơi ấy. Không được 1000 cây một ngày đâu. Nói chung là mình chạy bình quân là 50 km/h, thì một ngày mình chạy liên tục cỡ khoảng 6 tiếng thì nó được cỡ 800 cây đấy. Thông qua đây thì anh Tú có chia sẻ là bật mí về một chút cho khán giả của anh Tú đi về cái hành trình sắp tới của hai anh em mình không, để mọi người có thể đón xem hoặc là qua giao lưu hay như nào đấy. Nói chung là trước mắt thì mình thì chắc là mình chỉ quay khoảng 2 clip thôi, còn đa số là trên kênh Phạm Dũng thì sẽ có rất là nhiều những cái điều mà gọi là trước giờ trong cuộc sống mình chưa bao giờ quay được. Nói chung là rất là đầy đủ về cuộc sống của mình. Cái vừa rồi mình quan sát cái cách Dũng làm việc ấy, thì mình thấy là Dũng đã quay rất là chi tiết về cái cuộc sống của mình trên đường. Thì anh em có thể mà xem, đón xem ở kênh của Phạm Dũng thì nó giống như kiểu mình hình dung ra như kiểu một ký sự ấy. Ký sự thật sự về cuộc sống đường dài của mình. Thì anh em có thể là ghé thăm, rồi mình sẽ chia sẻ lên tác cộng đồng của kênh nữa. Thì để anh em có thể là biết được để đón xem những cái tập, gọi là nhiều tập tiếp theo. Anh em mình sẽ khám phá về những cái, Dũng thì chuyên làm ẩm thực thì sẽ khám phá về những ẩm thực độc đáo ở Sài Gòn, rồi vùng miền, rồi có nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì bên trên kênh của Phạm Dũng thì cũng
hay đi giúp đỡ nữa. Nói chung là cũng là mình rất là hay xem kênh của Dũng, rất là quý mến, nên là mời đi. Mà cũng không ngờ, trước đây cũng không ngờ Dũng với bạn Diễm ở trên kênh lại là phóng viên nữa. Mình không ngờ đến cái điều này, mà trước giờ mình cũng rất là mong chờ mà có anh chị là phóng viên tìm đến mình mà xin đi để cho trải nghiệm thực tế nhất về đời sống của anh. Đúng em là cái duyên phát tải, nên là cái duyên lớn quá. Thì anh em cũng đón xem ở trên kênh Phạm Dũng là nhiều nhá. Mình chỉ làm khoảng 2 clip thôi, còn cái clip này mình làm mình sẽ lên sóng trước. Sau đó là mình có 2 cái clip ở trong Sài Gòn liên quan đến 2 chiếc xe kia thì mình sẽ cho lên sau. Anh Tú mới review 2 chiếc xe rất là... 2 chiếc xe mình review rồi, mình đã tải lên YouTube rồi, nhưng mà mình sẽ ưu tiên về cái clip này để cho anh em lên cùng với một dịp ấy. Gọi là để cho nó đúng cái dịp mà hai anh em cùng nhau trải nghiệm. Đấy là cái anh em mà có thấy clip sau mà thấy vẫn thấy ở Sài Gòn thì đừng có thắc mắc là tại sao anh đi trên đường vẫn ở Sài Gòn. Thực hiện đấy trước rồi. Bây giờ nhờ Dũng quay ra cái cung đường ở ngoài này giúp anh ấy này. Đây. Đây gọi là cái cung đường mà anh em bảo mình làm đấy. Thì có rất là nhiều những cái khu vực mà biển mà cấm vượt, rồi có vạch kẻ là không có thể vượt được, thì nó gây ra nhiều cái sự ách tắc giao thông. Nhiều người không giữ được tỉnh táo, không giữ được cái đầu lạnh thì rất là dễ vượt ẩu. Chủ yếu ở cung đường này thì vượt ẩu mới gây tai nạn, đúng không ạ? Dạ. Chứ còn nếu mình đi mà an toàn, bình tĩnh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đối với anh Nghĩ thì những cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh cũng không muốn đào sâu vào những cái nỗi đau về tai nạn giao thông của người ta nữa. Thì mình cũng chỉ xin chia sẻ với anh em là lên cẩn thận khi đi qua cung đường này, để anh em cùng chú ý đi phượt hay đi du lịch qua đây, thì hoặc là lần đầu tiên đi vào trong cái miền đất này thì anh em cũng cẩn thận đi ngang qua, anh em hãy cẩn thận đi, cẩn thận và an toàn. Nói chung là tỉnh táo, bình tĩnh, điềm đạm thì mình sẽ là giải quyết hết mọi vấn đề trên đường, không có gọi là đi bám đít xe khác đấy. Cơ bản nhất là mình giữ khoảng cách an toàn là sẽ là chiến thắng được hết anh em ạ. Thì thôi, bây giờ mình chắc là cũng xin cảm ơn Dũng và anh Đông đã cùng mình trải nghiệm với những con người mà thực tế ở bên ngoài xã hội. Dũng thì làm YouTube rồi là phóng viên, và anh Đông là gọi là một con người gọi là cũng là thực tế và có đam mê đi, thì có cái dịp mà trải nghiệm cùng mình như thế này thì rất là cảm ơn hai anh em ạ. Bớt thời gian. Mình biết, nói thực sự ra mình làm clip này lên mình biết là cái sự gọi là chở thế này là dư người, nhưng mình sẵn sàng chịu phạt. Cái này là có bị phạt nhưng mình chấp nhận và chịu phạt, nếu cơ quan chức năng mà có xem mình sẽ chấp nhận cái mức phạt chở quá người. Là nhưng mà quá người hả? Mình ưu tiên hàng đầu đây là cũng là có tính chất về tuyên truyền giao thông là cao, vì là Dũng đi thì có nhiều cái clip thì anh sẽ chia sẻ về tình huống giao thông rất là nhiều, thì để cho nhiều bạn mà chưa tiếp cận được cái kênh của về giao thông, về xe đầu kéo ấy, thì các bạn có thể là có cái sự hữu ích. Thì cũng phạt nhẹ thôi, mấy trăm nghìn quá một người thôi, không có nhiều, nhưng mà thực sự là xe khá là rộng. Mình không phải cố tình sai, nhưng mà đây là cái này là việc này mình cần thiết, không phải là mình kinh doanh vận tải là mình gì cả, mà đây là việc cần thiết để gọi là có cái nhìn tốt hơn về các bác tài, thì cho nên là mình có sai đây anh em cũng đừng ném đá mình đấy. Mình nói trước, còn nếu mà cơ quan chức năng xử phạt trên đường mình sẵn sàng là nộp phạt, mình không có ngại vấn đề gì cả. Mình vừa mới đổ dầu xong anh em ạ, bây giờ đi về vựa để bốc hàng, gặp mưa lớn rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Chắc là đây là cái clip mà mình làm mà gặp mưa lớn nhất luôn đấy, từ trước đến giờ luôn đấy. Bây giờ để chập choạng tối nữa, hơn 5 giờ đấy mà trời đã gọi là tối đen xì như này rồi, mưa lớn. Chưa bao giờ quay cảnh mà mưa lớn như này, đi cũng nguy hiểm, không nhìn thấy gì luôn đấy. Tối om luôn đấy, mọi cái gương của mình đã không nhìn thấy gì luôn đấy, nhìn rất tối. Đầu về vừa bây giờ á, mưa quá. Dũng đã đi tình huống nào đi xe gặp trời mưa này chưa? Thực sự là đi xe thì chưa bao giờ mà đi ô tô mà gặp mưa như này. Nếu mà đi xe máy mưa to quá thì như trường hợp này là mình tấp vào mình trú mưa luôn. Như mưa bão ấy nhỉ, chỉ có không có gió thôi. Bây giờ là mùa bão ở miền Trung mà. Có bão về hả Dũng?
Đấy là cảm giác mưa to và gió giật y như là bão vậy ha. Bình thường nhưng mà xe máy em không hiểu sao là xe máy vẫn đang đi ngoài đường được, nguy hiểm quá. Bây giờ mới có 5 giờ đây này. Nếu mà xe máy đi như thế này là không nhìn thấy đường đâu. Mới có 5 giờ mà mưa mà tối om đường này. Giống như trong phim tốt không là có yêu quái hiện. Yêu quái tới thật đấy. Yêu quái tới. Này rất là cẩn thận. Wow. Quá là mưa luôn anh em ơi. Chuyến này thì nhờ Phạm Dũng quay làm cameraman giúp cho số đoạn. Cameraman chuyên nghiệp đấy. Đấy, Dũng có thì nhìn thấy trời mưa, nhìn xe rất là khó, nhìn có ánh điện hơn không à? Cái gạt nước là gạt liên tục, chắc là tốc độ cao nhất rồi anh. Khó quan sát mà vẫn không kịp gạt nước luôn. Thực ra cao nhất nó không giải quyết được gì à? Quá nhiều là mấy à? Vừa lớn quá. Cái này là mình không có dám đi nhanh. Có lẽ là tí nữa mình ra kia mình đậu ở cái chỗ này nó an toàn. Ướt mưa cái mình quay đầu. Không quay đầu tầm này thì ta không quan sát được. Lấy đường luôn, mặt đường thì mờ tịt luôn. Quá dữ luôn. Chả mưa to này cảm giác nó nhớ nhà thật đấy. Mưa... biết là Dũng với anh Đông mà đi gọi là lần đầu tiên mà đi trong cái cảm giác trời mưa mà trên chiếc xe này có tính nhớ nhà không? Thực sự là mới bắt đầu hành trình được nửa ngày thôi nhưng mà cũng bắt đầu thấy mưa này, bắt đầu thấy nhớ khi mà mình ở nhà ấy. Mình cũng hay ngồi ở phòng làm việc của mình nhìn thấy trời mưa. Nhớ cái phòng làm việc của mình các bạn ạ. Em cũng nhớ vợ với bạn gái mà. Nếu vợ với bạn gái chưa có để nhớ rồi. Chưa có để nhớ. Anh Đông bảo là nhớ vợ với bạn gái nhưng mà chưa có để nhớ các bạn ạ. Và là không biết là nhớ cái gì nữa. Các bạn có thể xem trên kênh Phạm Dũng là có review rất là nhiều những cái món ăn của nhà hàng hải sản của anh Đông, nhà hàng hải sản Văn Lút ấy. Là những cái món ăn Phạm Dũng review bên đấy là chính là của bên nhà hàng của anh Đông. Tôm hùm rồi các thứ, nói chung là cũng có nhiều đồ giá cả rất là bình dân. Chứ không phải là đồ đấy mà đắt hoàn toàn, anh em có thể là xem qua ở trên kênh Phạm Dũng tìm lại. Hàng cao cấp, giá sinh viên. Dạ, cái cao cấp, đúng rồi, rất là rẻ, mình thấy ăn rất là rẻ, rất phù hợp luôn. Tôm hùm 150. Rồi, hiện tại thì mình đến tới Vựa rồi anh em. Bây giờ thì mình cùng với Phạm Dũng, đây giới thiệu với anh em đây. Cận cảnh là Phạm Dũng với anh Đông. Anh Đông là bên chủ nhà hàng hải sản Plus, còn đây là Hải quay xe sếp của mình. Anh em mình tối nay sẽ ăn món tôm hùm với lại mì tôm. Với mình chủ yếu là không có thời gian thì anh em xem qua trên kênh Phạm Dũng thì sẽ chi tiết hơn. Còn mình thì mình chỉ quay sơ sơ được thôi vì mình còn rất là nhiều công việc, chạy xe rồi nói chung là hàng hóa nữa, rất là nhiều công việc. Này trên xe em chưa có chào em kinh hâm mộ con Tú à. Bây giờ chào mày lên xe bắt ngủ. Anh Tú hôm nay là đầu bếp có món này các bạn ạ, nên là anh Tú bật chế biến rồi nên là không có quay được nhiều, nhưng mà mình sẽ quay review cái món này trên kênh Phạm Dũng luôn. Các bạn có thể qua lại hai kênh, kênh xe đầu kéo vlog và kênh mình xe. Nói chung ấy, chuyến đi này nó sẽ rất là nhiều điều thú vị. Phạm Dũng sẽ làm rất là nhiều những cái clip mà dài để anh em ghé qua đấy rồi xem ở đấy để biết cái hành trình của mình rất là chi tiết, cực kỳ chi tiết hơn là mình làm từ trước đến giờ luôn. Thế có những cái nội dung mà anh Tú muốn nói, muốn làm nhưng mà lâu nay chưa làm được chẳng hạn, thì mình sẽ thay mặt anh Tú truyền tải cái nội dung với tất cả các bạn nha. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây anh em nhé. Xin cảm ơn anh em đã ủng hộ, xin tạm biệt anh em. Chào các bạn nha. Anh Đông ơi, tạm biệt các anh Đông. Dạ, anh Đông rất là bận. Công việc ở Sài Gòn bây giờ giao lại có người xử lý hết chưa anh? Dạ, dạ, nhưng mà em phải xử lý online. Đấy à? Rồi rồi. Đây Hải quay xe đây, tạm biệt luôn. Đây là gọi là anh tài mới đi cùng mình. Anh cảm. Rồi rồi, anh em mình tiến hành thôi.